bạn đấy. Dịch vụ áp phát quyền bán luôn. Sao chưa phải đâu chị ơi? Ăn ở dưới này đi. Chị cảm ơn. Cứ một cặp. Cảm ơn chị ơi, cảm ơn chị ơi, cảm ơn chị ơi, cảm ơn chị ơi. Chân nhãn luôn, một ngay luôn. Anh cái này, cái đấy. Cho một tiếng không có hả bác? Đấy, người ta chỉ làm thôi. Thuyền du khách. Kém đây để ăn sáng. Trên bờ có cái gì thì dưới sông có cái đấy. Sổ số dạo cũng có. Sổ số dạo. Đây là nơi chế biến. Đây, bún riêu là món được coi là đặc sản ở đây. Bao gồm có tiết, có thịt, có giò.
chả, rau sống. Tạm dừng để ăn đã.